dự báo mưa sẽ còn kéo dài ít nhất 10 ngày nữa, vẫn còn mưa to và tiếp tục gây bất lợi cho các diện tích lúa hè thu. Tại huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long, mưa lớn xảy ra hơn chục ngày nay, kết hợp với triều cường khiến cho nhiều diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập sâu và gây thiệt hại. Nhiều ruộng lúa giống chết hoàn toàn khiến cho nông dân phải bỏ vụ. Mà dự báo một tuần tới tại tỉnh Vĩnh Long vẫn sẽ có mưa nhiều về chiều cho đến tối, trong đó có các ngày như Chủ nhật và thứ hai là mưa to, có thể là gây ngập úng kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Còn buổi sáng cho đến trưa thì trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Bà con nên tranh thủ khoảng tạnh ráo này để thăm đồng, để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đầu tiên là cần khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước ra khỏi ruộng, làm cho cỏ sụp buồn và tỉa dặm bổ sung cho các diện tích lúa bị thiệt hại, đảm bảo mật độ để có thể lúa phục hồi. Sau khi mà nước rút, sử dụng phân bón có tác dụng kích thích rễ mới ra, nên sử dụng các loại phân dễ hòa tan và dễ hấp thu để giúp cho cây lúa hồi phục nhanh. Tuyệt đối là không bón phân đạm và phân NPK. Đồng thời cũng cần theo dõi phòng trừ ốc bươu vàng. Không chỉ ở tỉnh Vĩnh Long, các địa phương trồng lúa khác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng cần lưu ý các biện pháp khắc phục trên, vì dự báo là ở trong 10 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa dông về trưa, chiều cho đến tối. Có những điểm mưa to đến rất to, có thể vượt cả 100mm, dễ gây ngập úng cùng với lốc sét và gió giật. Buổi sáng thì đang xen có nắng, nhiệt độ cao nhất là 30 đến 33 độ.